Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay các địa phương miền Bắc tiếp tục trong quá trình tăng nhiệt, trời ấm thêm do khối không khí lạnh đang suy yếu và biến tính. Khu vực Hà Nội còn mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ và cao nhất là 24 độ. Các địa phương miền Bắc còn tiếp tục tăng nhiệt đến gần cuối tuần, sau đó đến khoảng ngày 24 tháng 1 sẽ có không khí lạnh tăng cường gây mưa rét trở lại. Và ở trên cao, dòng sức gió tây cũng hoạt động mạnh dần. Thời tiết tại các tỉnh miền Nam còn khá ổn định với tiết trời phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày, nên nhiệt luôn duy trì ở mức cao nhất trên phạm vi cả nước Thưa quý vị, một vùng đất nằm ở phía bắc của Tây Nguyên đã thu hút khá nhiều người yêu du lịch bởi cảnh quan tự nhiên kết hợp với tuyển trống truyền thống văn hóa dân tộc lâu đời. Đó là tỉnh Con Tum, nơi có các di tích lịch sử đã được xếp hạng quốc gia, các kiến trúc cổ, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu du lịch sinh thái cùng không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi giới thiệu với quý vị chính là Ngục Con Tum, cách thành phố Con Tum về hướng Tây Nam khoảng 1 km. Đến đây du khách sẽ được tham quan quần thể di tích bao gồm nhà tưởng niệm, nhà truyền thống, nhà đón tiếp, cụm tượng đài bất khuất và hai ngôi mộ tập thể nằm bên bờ sông Đắk Bra lộng gió. Cái tiếp đó thì du khách có thể ghé thăm chùa Bắc Ái. Tọa lạc trên ngọn đồi trước đây vốn là rừng già hoang vu và liệu xây dựng chùa chủ yếu được làm bằng mầm chỉ, mè tre, bách đất, mái lợp ngói vảy. Hiện nay Chùa tọa lạc trên khuôn viên tỏa mát hương cây trái là nơi mà nhiều du khách cũng như Phật tử bốn phương tìm về. Một địa danh khác mà du khách cũng không nên bỏ qua đó chính là cột mốc biên giới Campuchia, Lào, Việt Nam, ngã ba Đông Dương. Không chỉ nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ mà nơi này ngày nay đang trở nên hấp dẫn du khách trên hành trình tham quan công Tum Tiếp theo mời quý vị theo dõi thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ thời tiết khá ổn định với tiết trời ấm áp vẫn duy trì. Tại Điện Biên không mưa, trời đôi lúc chuyển cảm giác nắng nóng vào giữa trưa với nhiệt độ là từ 14 cho đến 26 độ, độ ẩm là 65%. Sapa có mưa nhỏ, trời ấm hơn, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ, độ ẩm là 70%. Tại thành phố Tam Đảo có mưa, nhiệt độ từ 14 đến 16 độ, độ ẩm là 100%. Khu vực Đông Bắc trời còn nhiều mây, sương mù nhẹ vẫn còn duy trì, thậm chí có nơi còn xuất hiện mưa phùn mưa nhỏ, đến trưa chiều trời sẽ ấm hơn. Hà Giang nhiệt độ là từ 16 cho đến 20 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Hạ Long nhiệt độ phổ biến từ 16 cho đến 20 độ và độ ẩm là 90%, còn tại Hải Phòng thì nhiệt độ dao động từ 16 cho đến 21 độ, độ ẩm 85%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế ngày mai sẽ có mưa ở một vài nơi, đồng thời sương mù bao phủ vẫn còn duy trì, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông, làm giảm đáng kể tầm nhìn của người điều khiển các phương tiện giao thông. Cụ thể, tại Sầm Sơn, nhiệt độ là từ 19 cho đến 22 độ, độ ẩm là 80%. Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ giao động từ 20 cho đến 24 độ, độ ẩm 80%. Huế, nhiệt độ từ 20 cho đến 28 độ và độ ẩm là 70%. Tại các điểm du lịch từ Đà Nẵng vào đến Hội An mây thay đổi ngày nắng và đêm không mưa, nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng dần. Tại Đà Nẵng nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 28 độ, độ ẩm là 55 cho đến 60%. Tại Hội An nhiệt độ phổ biến từ 22 đến 27 độ, độ ẩm 70%. Còn tại Ban Na thì nhiệt độ chỉ từ 19 cho đến 26 độ và độ ẩm là 70%. Đối với các tỉnh ven biển từ Nha Trang, Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận, Bình Thuận thì thời tiết khá tạnh giáo, không mưa nên rất thuận lợi cho các hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng. Tại Nha Trang nhiệt độ dao động từ 23 cho đến 29 độ, độ ẩm là 65%. Mũi Né nhiệt độ từ 22 cho đến 30 độ, độ ẩm là 65 cho đến 70%. vững Tàu nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 25 cho đến 30 độ và độ ẩm là 65%. Tết trời tại Tây Nguyên còn lạnh về đêm, ban ngày lại có nắng và rất hanh khô. Pleiku mức nhiệt độ trong ngày dao động từ 16 cho đến 29 độ, độ ẩm 45 đến 50%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ phổ biến từ 19 cho đến 30 độ, độ ẩm là 50%. Đà Lạt nhiệt độ từ 13 cho đến 23 độ, độ ẩm là 60%. Các tỉnh thành phía Nam thời tiết vẫn tốt nhất cả nước khi trời vẫn phổ biến không mưa, trời nắng nên nhiệt độ ổn định. Tại Tây Ninh trời khá hanh khô và có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ là từ 22 cho đến 34 độ, độ ẩm 45%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm là 60%. U Minh nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm là 55%. Ngày hôm nay trên toàn vùng biển phía Nam, sóng gió đều giảm và ở mức trung bình. Thời tiết cũng chỉ có mưa nhỏ nên thuận lợi hơn cho việc di chuyển cũng như các hoạt động khám phá biển đảo bằng tàu thuyền. Tại Côn Đảo nhiệt độ là từ 25 cho đến 28 độ, độ ẩm là 75%. Phú Quốc nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 32 độ, độ ẩm 55 đến 60%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Chúc quý vị có những chuyến đi vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại!